Xin con luôn phục vụ. Đặc biệt xin kính chào cha mẹ, bà con, anh chị em của hai anh chị Mất Thiên Trần Đức Nhất và Bùi Quang Ngọc Minh sắp thành hôn thế lực của thánh đang hiện diện nơi đây để cầu nguyện cho con cái của mình. Hôm nay chúng ta quy tụ đây vui mừng sinh hoạt trong nhà Chúa chung quanh anh Matthew và chị Anna trong ngày họ quyết định lập gia đình. Vì vậy chúng ta hãy lấy lòng yêu mến nghe bạn bè và lời cầu nguyện đường tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với hội thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản Ngài xin Chúa Cha, xin Ngài lấy làm nhân hầu đón nhận ban phúc lành và làm cho cả tôi tớ Chúa sắp kết thân với nhau đây được mãi mãi mê bộ. Người dân thì chưa trẻ con ơn trời và mình đang dưới thế cho người thiền công. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cả biển, chính trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm là rất tốt đẹp.
Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Kinh phúc thay người kính sợ Chúa. Hiền thế người thưa gốc nhỏ sai trái trong nơi tất nhà người, con cái người như đám cây ô liu sum xuê quanh mầm bàn người. Kinh phúc thay người kính sợ Chúa và hằng gì trên đường quan bình thiên Chúa. Người hướng về lời thay người tạo nên và hạnh phúc Chúa thương ban muôn đời. Một hôm có mấy người Pharisêu đến gần Đức Giêsu để thử người. Họ nói: Thưa thầy, có được phép quay vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán: Vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, khi bàn đến vấn đề hôn nhân thì chúng ta thường hay nhấn mạnh đến một yếu tố có trước trong hôn nhân, chính là tình yêu. Và tâm lý chung, nhất là những bạn trẻ, thì có lẽ thích nghe những câu chuyện tình lãng mạn, những cuộc tình cháy bằng yêu đương, hay những gợi ý chia sẻ về tình yêu chung thủy và trao hiến trọn đời của những đôi uyên ương trai tài gái sắc, hơn là phải nghe những lời răng dạy về những chuyện sau ngày cưới, về việc sinh sản và giáo dục con cái trong đức tin của hội thánh. Trong mấy khóa học hỏi giáo lý hôn nhân mà tôi có dịp giúp cho các bạn trẻ sắp thành hôn, thỉnh thoảng tôi có hỏi các bạn về mục đích của đời sống hôn nhân mà họ sẽ bước vào, thì thấy thường họ chỉ nhấn mạnh đến một trong hai mục đích ấy, đó là yêu thương và nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Chứ ít ai nhắc đến mục đích thứ hai trong hôn nhân, đó là sinh sản và giáo dục con cái trong đức tin của hội thánh.
Hôm nay nhân ngày thành hôn của hai anh chị Mất Thiêu Trần Đức Nhất và Anna Bùi Quang Ngọc Minh, tôi xin chia sẻ vài vấn đề về mục đích thứ hai của hôn nhân công giáo, mà chủ yếu là về lĩnh vực giáo dục đức tin cho con cái của mình. Cha Hồng Nguyên có trích lại một mẫu chuyện liên quan đến vấn đề hôn nhân và giáo dục con cái trong tập Tâm Sự Với Em Ngày Thành Hôn. Có nói thế này: năm 1915, Tòa Đại Hình thành phố Paris đã tuyên án tử một thanh thiếu niên. Trước giờ hành quyết thì cậu ấy cầu xin cho được hôn cha cậu lần cuối. Yêu cầu của cậu rất là hợp tình hợp lý, cho nên đã được chấp nhận ngay. Cha cậu mừng rỡ lắm, nghĩ rằng đứa con mình sẽ nói lời xin lỗi lần sau chót trước khi bị hành quyết. Tuy nhiên, một điều không ai ngờ tới được đó là khi cha cậu tới, cậu ôm ngay lấy người cha, không phải để hôn lên má người cha, lên trán người cha, mà là ghé miệng cắn đứt một tay của ông ta. Sau đó la to lên trước tòa rằng: tôi tha thứ cho xã hội, tôi tha thứ cho mọi người, tôi tha thứ cho quan tòa, nhưng còn một người tôi không thể tha thứ được, đó là cha tôi đây. Ông đã giáo hóa tôi trong nuông chiều vô đạo, ông đã dạy tôi bằng nếp sống chơi bời trác táng, để hôm nay tôi phải như thế này đây. Tác giả muốn trích lại câu chuyện này là nhằm để nhắc nhở cho những ai đó đang thiếu trách nhiệm trong việc giáo dục con cái của mình. Bởi vì theo tác giả thì việc giáo dục dạy dỗ con cái là quan trọng trong gia đình. Nếu cha mẹ không quan tâm đến lĩnh vực này thì con cái sẽ có nguy cơ hư đốn, và cha mẹ sẽ phải chuốc lấy những hậu quả tai hại không thể lường trước được. Chặt dày chặt răng, thà rằng nuôi lợn mà ăn lấy lòng. Thì trong bài học dân gian tức là thể loại thơ trào phúng phê phán đại đức, và đầu mới chỉ là đề cập đến cách chung việc giáo dục theo lẽ đời thường của nhân vật làm cha mẹ. Cách riêng đối với những cha mẹ công giáo thì việc giáo dục con cái không phải chỉ là một bộ phận quan trọng, mà còn là một vinh dự lớn lao của những bậc làm cha mẹ. Bởi vì họ được cộng tác với Thiên Chúa trong việc tạo nên những con người mới, những con cái của Thiên Chúa. Nói thế không? Các con rất thờ mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để một kết hôn của các con được chủ cung cố bằng một ấn dấu linh thánh trước mặt thờ thật bên của thánh vật cộng đoàn. Đức Kitô Giáo rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con, và dù nghi thức đặc biệt làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chỉ người đã dùng nghi thức thân thầy mà thành lý các con. Bởi vậy, trong bà cầu thánh cha hầu đã phân về ý định của các con. Mặt theo Trần Đức Nhất và Anna Bùi Quang Ngọc Minh, các con đến để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Chưa có. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Chưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái được sẻ vai và giáo dục truyền thông cho chúng tôi và hội thánh không? Không có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập nhau ở hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và hội thánh. Anh đã vui vẻ một mình lòng bờ của anh. Ba người giữ lòng cũng thì bởi em, lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc mạnh khỏe cũng như lúc đau đớn, để đối phương ngoài vòng đồng án cuộc đời em. Là anh đã tư có hỏi em, nhưng anh đã tư đang nghĩ thân con, mang dự lên thì được, lòng không thể để anh, lúc thịnh vượng, những lúc gian nan, lúc mạnh khỏe, lúc lắm lại được, để yêu thương và đau đớn anh, mà
Thiên Chúa tỏ lòng như ngồi chỗ y sự thời mà anh chị vừa bày tỏ trước mặt hội thánh. Và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên cả con. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa hương. Ta ơn Chúa. Làm phép và trao nhận kỷ. Phúc lành cho những chiếc nhận này mà hai anh chị bắt theo quả na sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Xin Chúa kể thọ lại trong tình yêu
cho tròn đời chung trì yêu thương nhau, gắn một gia đình gắn chiền trước mặt thiền chùa. Trong năm ngày sau có ngày vui bên những ngày buồn, đời trăm năm mai sau có gì vui con có gì buồn người. Dâng lại xin dâng lại bao nhiêu anh em đến trong ngày mai, tương lai bên rộng sống dài nguyện xin ngài đưa lối trong mây. Xin tâm hồng thân tin yêu năm tháng diệu êm, xin dâng lo niềm tin dâng ngã qua tầm xuân, xin lấy hy sinh để chúng cao đáng chung tình. Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì
về lời trước khi cùng nhớ công chủ trì trên tòa sống lại chủ công xưng lên chủ ấn trường sự vật chánh cử đồ đệ và ơn Chúa vì chỉ là thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần được ôm nhau và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con Kitô phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ đến một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến của Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Giuse, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúa sẽ lễ tạ ơn Chúa và xin nhận ơn nhờ anh chị em chúng con đã nghỉ trong niềm hy vọng sống lại của mọi người, đặc biệt là cuộc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quý thuộc chúng con đã đi trần qua tình thương của Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh trung đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài sẽ có được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh cử thế và theo thể thức người dạy chúng ta dám nguyện: Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa được cám dỗ. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khẩn khoản này xin Chúa nhân từ tuôn đổ phúc lành và ân sủng trên cả tôi tờ Chúa vừa kể thôn trong Đức Kitô. Xin cho lời Chúa. Chúa đã dùng quyền năng Chúa và sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu của vũ trụ cũng như tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ tả bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy họ rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa đã dùng mầu nhiệm cao cả và thành lý sự phối hợp vợ chồng để trong nhau được không nhân. Chúa bảo trước quỷ tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa người được kết hợp với người nam và Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập bước khởi đầu này được hưởng phúc lành là phúc lành duy nhất đã không bị hình phạt cho tội nguy tội lần hòa tán đại hồn duy lấy đi. Xin thương nhìn ngày đã tôi tờ Chúa đây đã liên kết với nhau để chung sống đời vợ chồng đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống trên cả tôi tờ Chúa để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn cả tôi tờ Chúa được bên lòng chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho việc vì Chúa là Anna được ơn việc sống yêu thương thuần hòa luôn nói gương các thần nữ được tán dương trong thánh kinh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình nhìn nhận nàng là người bạn đứng đắn đồng hưởng ơn sự sống biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây lạy Chúa, chúng con lại xin Chúa cho cả tôi thờ Chúa được kiên trì gắn bó với đức tin cùng đạo huấn luyện của Chúa và đều chung thủy hợp nhất với nhau họ nêu gương đời sống vẹn toàn theo sức mạnh tin mừng củng cố họ nên nhân chứng đổ lần của Đức Kitô trước mặt mọi người. Cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu Kitô Chúa muôn đời. Amen. Thánh lòng của Chúa ngự cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đúng. Thank you.
thiên thiên chúa hương. Này chúa, con chẳng đáng chúa ngự vào nhà con, nhưng xin chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ các con hòa thuận yêu thương nhau để bình an của Đức Kitô ở cùng các con và mãi mãi lâu dài trong nhà đạo con. Amen. Xin cho các con được hưởng phúc lành nơi công khai, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Amen. Xin cho các con nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn và đón tiếp các con vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa Hương. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Amen. Lễ xong cho anh chị em đi bình an. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề
hai trái tim hòa cùng nhịp đập, hai chúng ta chung một mái nhà. Là ngày hạnh phúc đang về bên ta. Từ trái tim đến trái tim, trăm nỗi vui cùng ngàn tiếng cười, ta nắm tay xin chào mọi người và tình yêu tới cho nhau một đời. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi thỏa nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã cũng đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đợi ta. Xin gửi đến tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Vâng, kính thưa tất cả quý vị khách quý, tàu hỏa đã ban tặng cho chúng ta một giá trị tinh thần thật thiêng liêng và vô giá, đó chính là tình yêu. Để rồi ai trong mỗi chúng ta từ khi sinh ra cũng có một trái tim để yêu. Và người ta vẫn thường nói rằng tình yêu là tiếng nói của con tim. Và khi con tim biết rung động, biết ngẩn ngơ trước ánh nhìn của một người khác phái, thì họ chợt nhận ra rằng họ còn thiếu cho mình một nửa yêu thương, và gửi đến đi tìm cho mình một nửa yêu thương đấy để về xây dựng hạnh phúc trăm năm. Và ngày hôm nay thì tất cả các vị khách quý đã có mặt về đây để cùng minh chứng cho một chuyến tình vừa lên ngôi và một con thuyền vừa gặp bến. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay được gặp mặt tất cả quý đó là niềm vui, niềm vinh dự cho đoàn trẻ cô dâu Ngọc Minh cũng như chủ đề Đức Nhất. Và đó cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc của những bậc sinh thành, những người luôn hạnh phúc khi được nhìn thấy con cải của mình lập thất thành gia. Và ngay bây giờ đây thì xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng tất cả nhìn về phía sân khấu để cùng chào đón sự hiện diện đến từ quan viên hai bên gia đình của chúng tôi. Và về phía đại diện của nhà gái thì xin được trân trọng kính mời quỷ bà Đặng Thị Phi cùng với quỷ anh Bùi Quang Thi sẽ cùng đại diện cho họ nhà gái trở về trung tâm sân khấu để cùng ra mắt để tất cả quý vị khách quỷ ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, và cùng về phía đại diện của nhà trai thì xin được trân trọng kính giới thiệu quỷ ông Trần Phước, quỷ bà Lê Thị Thùy là thí sinh cao quỷ của chủ đề Đức Nhất sẽ cùng trở về trung tâm sân khấu để cùng ra mắt để hôn trường ngày hôm nay. Và xin mời tất cả nhà trai chúng tôi trân trọng kính mời. Tất cả quý vị, ai xuôi trời đất giao hòa, chân sông và núi hiềm hòa vào nhau, Ngọc Minh Đức Nhất đôi bạn hữu tình, xe tơ kể tóc trọn tình trăm năm. Và ngay bây giờ đây chính là thời khắc đẹp nhất, thời khắc trang hòa nhất mà đôi bạn trẻ đã mong ước từ lâu. Và xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng hưởng tất cả nhìn về phía cổng hoa để cùng chào đón sự hiện diện của đôi ương đẹp nhất, rạng rỡ nhất trong bầu trời tiệc cưới ngày hôm nay. Chủ đề Đức Nhất dành cho cùng với cô dâu xinh đẹp Ngọc Minh và một tràng cổ tay thật lớn hơn nữa để cùng chào. Việc kinh mệnh trên sân khấu lúc này đây là sự diện của một bức tranh đại gia đình rất là tuyệt vời và hạnh phúc. Sự diện của đôi trai tài gái sắc, chủ đề Đức Nhất sản duyên cùng với cô dâu xinh đẹp Ngọc Minh và niềm vui, niềm hạnh phúc của những người làm cha làm mẹ khi được nhìn thấy con cải của mình lập thất thành cha. Và
Để gửi đến lời chào cũng như là cảm ơn đến tất cả quý vị ngày hôm nay, thì ngay bây giờ đây xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với những lời phát biểu đến từ đại diện gia đình của chúng tôi. Và cũng xin được trân trọng kính mời quý Anna Bùi Quang Thi, là một người anh thân thương của cô dâu, sẽ cùng gửi gắm phát biểu đôi lời cảm ơn sâu sắc đến hậu trường. Trân trọng kính mời. Dạ kính thưa hai họ, hôm nay lễ vô quy gia đình con và em chúng tôi, kính thưa gia đình nội ngoại bằng hữu gần xa đã dành ít thời gian đến đây chia vui lễ vô quy cùng gia đình con chúng tôi. Dạ tất chân thành cảm ơn. Vâng ạ, xin được cảm ơn những lời phát biểu rất là chân thành cùng rất là sâu sắc để từ anh Thi, một người anh thân thương của cô dâu rất là nhiều. Và kính thưa quý vị để tham dự và chúc hạnh phúc ngày hôm nay, thì ngoài những tình cảm, những lời chúc, thì về phía nhà hàng Tiệc Cưới Diệu Hằng cũng có một món quà để gửi tặng. Và xin được trân trọng kính mời đại diện của nhà hàng sẽ cùng được lên sân khấu để cùng trao tặng món quà thay cho lời chúc hạnh phúc. Xin được cảm ơn mọi người này, đây cũng là giờ phút thăng hoa mà đôi ương đã từng mong ước. Và xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ của dâu Ngọc Minh chủ đề Đức Nhất sẽ cùng tay trong tay tiến tới thạp đài bánh kem hạnh phúc để cùng nhau cắt nên hương vị ngọt ngào của cuộc sống tương lai. Xin mời. Và kính thưa quý vị, nền nào sáng bằng nền tình yêu, hạnh phúc nào vui hơn khi được sống chung dưới một mái ấm gia đình, có anh, có em và những đứa con thơ, để cùng nhau rập nên dòng chảy hạnh phúc cho đời mình. Bắt đầu kịch mời. Một chén rượu nồng, nhấp chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu mình là chén rượu cay, cổ tay thật lớn thật nồng nhiệt, thì cùng thay cho lời chúc mừng được không ạ? Quỷ của cô dâu Ngọc Minh và hai trẻ dường hiểu được tình còn lại, thì xin mời cô dâu chủ đề sẽ cùng nâng và cùng nhau nhấc lên sông hương hoa. Xin được cảm ơn cha, xin được cảm ơn mẹ đã sinh ra chúng con và đưa chúng con đến bên bờ. Vâng ạ, tay chẻo tay và mắt cùng nhìn nhau, và xin mời đôi lên sẽ cùng chăm sóc để uống càng chén rượu nhau vui, thay cho lời thề nguyện hứa sống bên nhau trọn đời. Và ngay giờ đây cũng xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình của chúng ta sẽ cùng xích lại gần nhau hơn và cùng chăm sóc để chúc mừng cho mỗi tình thông gia ngày càng gắn kết bền chặt. Và kính thưa quý vị, hai nhà tình khúc quỷ chúng ta sẽ cùng rộng thật đầy ly và cùng nâng ly để chúc mừng cho đôi bạn trẻ trăm năm tình viên mãn bằng đồng nghĩa phu thê. Và bên tiệc mừng lễ vô quy chúc hạnh phúc cho dâu Ngọc Minh cùng với chủ đề Đức Nhất sẽ được chính thức bắt đầu. Và cùng xin được trân trọng kính mời những cơ phẩm dễ thương đến từ nhà hàng Tiệc Cưới Diệu Hằng sẽ cùng phục vụ văn hóa nghệ thuật ẩm thực đặc sắc đến tất cả quý vị khách quý. Và xin được thay lời cho gia đình kính chúc. Chim câu thủy chung suốt đời.
tuyệt vời, mừng đôi uyên ương đang bước trên con đường mới. Từ nay trong tim đã có nhau, trong đời buồn vui chia nhau, tình yêu còn mãi. Xuân ta yêu thiên hạ.
chiều xuống mây đêm trôi. Thắm treo bên suối vắng lời dịu dàng như tiếng tơ, sùng đi trong băng biếc lòng tràn vào nên lý thơ. Nghe tâm từ mơ ước lòng đào nguyên đẹp như chuyện ngày xưa. Yeah.
Người yêu hỡi từ khi có anh.
biết nhau lúc gặp bên đường, mến nhau ngay thật mà yêu thương ở sớm phương Bắc đã qua dòng sông sông dài, tìm đến phương này một nhà thân ai. Tình Bắc duyên Nam là duyên, tình chung muôn đời ta đắp xây. Gặp nàng, nàng là thôn nữ, mắt duyên cười say, môi hồng tình ngát đôi lòng, mong vang chung bóng. Ơi, mạch đất dâng hương là hương, cần lão chung đời vai sát vai. Bàn tay thương yêu nhau rồi, mong khoai hai mùa ngát một niềm vui, chung vui cho thơm hương đời luống vàng tình ơi. Ngày mai hạnh phúc nơi nơi reo cười, quê hương thôi đau dẫu ngàn sông núi cách chia, ta đem yêu thương về cho phương Bắc. Bà con nội ngoại, người gia đình nhà gái, hay qua quá trình hai cháu á tìm hiểu và yêu thương nhau và được sự thống nhất của hai gia đình, thì hôm nay ngày lành tháng tốt, thì sự thống nhất của đôi bên, thì hôm nay là ngày lành tháng tốt và giờ tốt, thì cũng được sự nhất trí của gia đình nhà gái, thì họ nhà trai chúng tôi là cũng nên lễ vật đến để thực hiện theo phong tục lễ cưới.
Thưa ta, tôi chính là thầy Hiểu Lại. Thì đến ngày lần tháng tốt, hai thông gia đã giao phí xong rồi. Thành cái do đó mà nhà ta đi lễ thì tôi thay mặt họ được lại xin nhận lời. Giáo viên nhà chồng thì bố mẹ mình chồng có một món quà để nữ trang để trao cho dâu trước khi về nhà chồng. Xin mời bố mẹ của là chú rể. Xin mời bà ngoại. Xin mời bà ngoại. Thank you.
xin mời mọi người đâu ra 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 đâu lâu 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 á thì tôi kiếm ra. Bây giờ thì có ai đứng không? Chúng mình đã tính sao chưa? Em
người tin tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Đã đến giờ giao nhập trần những ngày thành hôn của hai cháu thì đã đến giờ xin mời hai cháu cô giáo chủ đề thắp nén nhang và thầy chúa và kính mừng. Xin Chúa ban thần người luôn thân thiết hầu con ban xuống cho con lòng ân trang chứa trao dồi cho đám ngôi thánh đường nguyện xin Chúa ngôi ba đói nghe Xin cho mẹ con thân ái.
Và tiếp tục phía bên nội thành, tôi xin giới thiệu và xin mời vợ chồng Bạch Hoàng, Bạch Mạnh đa quà cho hai cháu. Tiếp thì xin mời chồng ở giường Thu Phương. Các chị đi chung vậy, chắc chưa? À, tiếp tục xin giới thiệu và xin mời vợ chồng của chú An cùng tôi quý vị bay về để mừng đám cưới của hai cháu. Anh chị phải chúng ta bên này nhỉ? Và cùng các o, các chú của mình gần qua thì nó đi điều kiện về trường để bảo tình họ, họ hồng, họ hành và chủ toàn thì có thể qua để cho hai cháu. Tiếp xin giới thiệu với ngoại thân, xin mời mời giới thiệu vợ chồng đầu tiên đến cho ngoại thân bạn. Tiếp ba thì cùng chuẩn bị đa ba ở những cái đồng ba có thể đóng vào nhỏ bởi vì hạn chế của xa quá đấy. Tiếp chúng tôi xin mời vào trong cầu mơ dung vào đau mà được nhỏ. Rồi tiếp tục bên nội ngoại còn ai tiếp tục được không? Thì nếu có thì cùng tiếp tục. Thôi thì con tiếp tục sẽ cho hai cháu sau. Dạ đúng rồi.
dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau. Chúng ta đã hồi tụ về đây để chúc phúc cho cô dâu chủ trì được trăm năm hạnh phúc. Một ngày đẹp trời mà ông ta Bảo Nguyệt đã chính thức kết tóc gia duyên cho chủ trì, đức nhất cô dâu Ngọc Minh nên duyên chồng vợ, nên nghĩa vợ chồng. Và bây giờ đây, không để hôn trường phải chờ đợi lâu thêm, xin mời quý vị hãy cùng vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt và thân thương để cùng chờ đón đôi tân sinh nhân đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Xin mời chủ đề đức nhất sẽ giúp cùng với châu Ngọc Minh và xin mời hội trường hãy vang lên một tràng pháo tay lớn để chúc mừng. Của chàng trai đức nhất và cô gái Ngọc Minh bây giờ đây đã trở thành hiện thực. Kính thưa quý vị kính mến, hôm nay ngày lành tháng tốt được chưa?
đồng tình của hai bên gia đình. Gia đình quý ông Trần Phước cùng Lê Thị Kỳ đã long trọng tổ chức lễ mừng thành hôn cho con trai Trần Đức Giác, sản nhân của con gái Bùi Quang Ngọc Minh. Vâng thưa quý vị, và hôm nay sự hiện diện của quý vị quan khách, quý vị khách quý cũng như quý bà con người ngoài là niềm vinh hạnh lớn lao cho bên gia đình chúng tôi cũng như cho cô dâu và chú rể thân thương trong ngày hạnh phúc hôm nay. Thì bây giờ đây gia đình chúng tôi cũng có đôi lời cảm ơn đến quý vị, xin được trân trọng cùng mời những lời phát biểu đến từ gia đình họ nhà trai và xin mời bà. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa quý bà con người ngoài, bà con xóm riêng, quý vị khách quý và bạn bè thân hữu của gia đình chúng tôi, hôm nay được sự thống nhất của đôi bên gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho con và cháu của chúng tôi. Sự hiện diện của quý vị là một niềm vinh hạnh cho gia đình chúng tôi. Xin được thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn quý vị. Xin hãy lời. Vâng, xin được chân thành cảm ơn những lời phát biểu rất là tâm tình, sâu sắc, ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung đến từ bác Nhật, là một vị đại diện đến từ gia đình và nhà trai chúng tôi. Đặc biệt cũng xin cảm ơn những tràng pháo tay của vị đại diện cho bên gia đình chúng tôi cũng như cho cô dâu và chú rể. Xin kính mến và trở lại chương trình, xin mời cô dâu chú rể chúng ta tiến về tập bánh kem để được lên ngọn nến lung linh các bánh tình yêu và khai sự sân bay. Xin mời. Sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi,
mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Vẫn bên nhau như cầu với chầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mọc mới chiếc áo dài, cài nhiều hoa. Thật đẹp như mơ. Nhạc dập sình nhạc quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi. Lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Vẫn bên nhau như cầu với chầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mọc mới chiếc áo dài, cài nhiều hoa. Thật đẹp như mơ. Mời bạn nâng ly, cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba yo, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bạn con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3 yo, uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok, cùng nâng ly để
lại chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một, hai, ba, yo. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly, để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Mừng người ta vui, lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn. Mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bờ. Mừng người ta. Thank you.
cho gia đình sẽ kỳ thi và luôn luôn hạnh phúc. Bắt đầu sẽ có bài tài tòa tôi. Thank you.
Được hết, vì thời gian cầu hàng thì xin họ nhà trai thông cảm. Quý vị quan khách họ nhà trai cứ dùng tiệc tự nhiên, còn họ cho gái chúng tôi được hết xin phép để ra về. Được hết, xin chân thành cảm ơn họ nhà trai đã sắp xếp công việc cho họ nhà gái chúng tôi đã làm lễ thành hôn của hai cháu rất là thành công tốt đẹp. Và trong lúc đó họ nhà gái chúng tôi cũng có một đứa cháu gái để về làm dâu tại họ nhà trai. Cũng trước hết ai cũng muốn là dâu hiền về thảo, nhưng trong đó trước hết là vợ chồng Trung Phước. Và tôi xin nói rằng họ nhà gái, họ nhà trai, bà con cô bác uống đốc tình thương tình cảm cho hai cháu, chắc có lẽ là sau này hai cháu được thành công cuộc đời. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn họ nhà trai, họ nhà trai xin là thành công tốt đẹp, xin hết lời. Qua phát biểu của đại diện họ nhà gái, tôi cũng xin mạng phép đại diện họ nhà trai xin ghi nhận lời phát biểu của họ nhà trai và gia đình nhà trai chúng tôi. Chân thành cảm ơn họ nhà gái đã đến tiền đưa dâu, đến tham dự cùng chung vui cùng gia đình nhà trai chúng tôi trong bữa tiệc là ngày thành hôn của hai cháu. Thì qua trao đổi tôi ghi nhận và mong rằng giữa bên họ nhà trai chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có người dâu mới và về làm dâu sẽ thực hiện tốt đẹp trong đạo lý và nghĩa tình. Và cũng mong rằng là họ nhà gái sẽ là vun đắp cho đứa trẻ là con trai của họ nhà trai chúng tôi làm thế nào tạo điều kiện cho dâu hiền và trẻ thảo. Và mong rằng là quý bà con cô bác nội ngoại giữa hai họ vun đắp hạnh phúc cho hai cháu để mãi mãi hạnh phúc bên lâu. Trong hồn anh em ơi hãy vui bên nhau trọn đời, đắm đuối ánh mắt nồng say trao nhau những nụ cười thắm môi cuộc tình mong mơ. Ai ơi hãy đến nơi tiếng hát thiết tha những ân tình, nhớ đến môi em cười thắm ánh mắt ấy đã xoay trong tâm hồn. Ai ơi nụ hôn ngất ngây bên em anh quên đời gian khó, người đã đến cho tình đất say, tình đã đến quên niềm nhớ nhung, muốn có em mãi luôn bên đời. Vòng tay người ấy thắm thiết trong trọn đời đắm đuối
nhau những nụ cười thắm môi. Cuộc tình mộng mơ, ai ơi hãy đến với tim ta, tin tha những ân tình. Nhớ đến môi em cười thắm, ánh mắt ấy đã xoáy trong tâm hồn. Vòng tay ai ơi nụ hôn ngất ngây, bên em anh quên đời gian khổ. Mắt ấy đã xoáy trong tâm hồn, vòng tay ai anh nụ hôn ngất ngây, bên em anh quên đời gian khó.